Sau khi chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, chiều ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thị sát nắm bắt tình hình phòng chống bão, chứng kiến tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra tại thành phố Hạ Long và thành phố Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu phải sớm ổn định tình hình để ổn định sản xuất, đời sống người dân, cứu chữa những người bị thương, tìm kiếm người mất tích do bão, bảo đảm an ninh, an toàn và an dân, phòng chống mưa lũ, sạt lở, sụt lún do hoàn lưu của bão số 3 gây ra, bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường, giao thông phải thông suốt. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ninh huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là lực lượng vũ trang tham gia vào công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tổng ra soát lại thiệt hại, tổng hợp các đề xuất thiết thực, hợp lý của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành hướng dẫn các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, trong việc mua sắm, thay thế, khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và cả hệ thống chính trị chung tay góp sức với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, sớm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, ổn định cuộc sống sản xuất. Rạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nước lũ dâng cao chảy xiết đã gây ngập sâu tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chi Lăng. Nhiều nhà dân tại thị trấn Đồng Mỏ bị chìm trong nước. Dù đã được dự báo từ trước, song nhiều hộ gia đình vẫn không kịp trở tay khiến tài sản bị thiệt hại nặng nề. Lũ bất ngờ về trong đêm đã khiến cho nhiều gia đình ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phải di rời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nước sông Thường chảy qua địa bàn huyện Chi Lăng dâng cao, đục ngầu, chảy rất mạnh đã khiến nhà ở của hơn 200 hộ dân bị ngập. Trong đó, nhiều hộ ở ven sông Thường thuộc thị trấn Đồng Mỏ và xã Mai Sao bị ngập sâu cả mét và hiện mực nước trên dòng sông này vẫn đang ở mức cao, chưa có dấu hiệu rút xuống. Lực lượng chức năng của huyện đã kịp thời cứu hộ những người dân ở trong các ngôi nhà bị ngập nặng ra ngoài, đưa đến nơi an toàn. Hiện nay, huyện đang rà soát các hộ thuộc vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở cao để di rời. Nói chung là rất là sợ và cũng hoảng. Đấy, bây giờ ví dụ như nhà tôi ở dưới bờ suối này thì hiện tại là ngập hết rồi. Tôi là rất sợ bởi vì là nhà tôi lại có một thân một mình mà lại ở bờ sông nhất. Đấy là cái nhà mà ngập bây giờ đến trên lưng nhà nước, bây giờ có một mình. Thế cho nên là tôi rất là sợ, tôi chỉ mong là các cơ quan đoàn thể làm như thế nào mà năm nay thấy bảo có ý định xây cái kè hai bên thì muốn là để làm cho bà con đỡ khổ. Vào hồi 1 giờ sáng nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo thị trấn Đồng Mỏ, lực lượng công an huyện, các lực lượng có liên quan đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà và có cái thông tin cho các hộ dân về cái việc có mưa lớn và nước lũ có thể dâng cao. Tuy nhiên thì do cái chủ quan của một số bà con thì hiện nay trên địa bàn thị trấn thì chúng tôi cũng đã cứu hộ được trên 35 công dân, nhưng mà vẫn còn 7 công dân nữa cũng đang mắc kẹt và đang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cứu hộ. Thế và sau khi cứu hộ xong thì chúng tôi cũng di chuyển các công dân này đến nhà văn hóa của thị trấn, nhà văn hóa của khu, chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân. Thế và động viên bà con là khi nào mà nước lũ rút xuống hết sức an toàn thì sẽ quay trở về. Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tính đến chiều nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 1 người chết, 1 người mất tích và 9 người bị thương, trên 1.250 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 950 hộ bị tốc mái, 90 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất. Thưa quý vị, một chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão số 3. Thiếu tá Trần Quốc Hoàng là cán bộ bảo vệ, được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trại giam. Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió ra mở cổng phía sau trại giam để tháo nước trong khu giam, bảo đảm an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn, chảy xiết nên sau khi mở cổng, đồng chí Trần Quốc Hoàng bị lũ cuốn đi. Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Công an Quảng Ninh tổ chức tìm kiếm. Đến 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay đã tìm thấy thi thể đồng chí Trần Quốc Hoàng bị lũ cuốn cách xa hiện trường.
Đến chiều ngày hôm nay, các công tác để chuẩn bị tiễn đưa Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ trại giam Quảng Ninh, người cán bộ công an vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu phạm nhân bị lũ trong bão Yagi đang được hoàn tất. Trời Quảng Ninh vẫn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão, nhưng cán bộ chiến sĩ trại giam Quảng Ninh vẫn nỗ lực hết sức để việc đưa tiễn đồng đội của mình được chu đáo nhất, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn trại giam, an toàn cho các đối tượng bị giam giữ. Thưa quý vị, đổ bộ vào miền Bắc với cấp 13, cấp 14, bão Yagi đã gây ra nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng về người và tài sản. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 9, bão số 3 đã khiến 21 người chết và nhiều người mất tích, 229 người bị thương, 8.017 nhà ở bị hư hỏng. Về nông nghiệp, thủy sản, 109.382 ha lúa bị ngập úng thiệt hại, tập trung tại Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương. Hiện nay, hoàn lưu của bão số 3 còn tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc, với lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 200mm, có nơi đến 400mm. Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu kiên quyết không để người dân quay trở lại tàu cá, các lồng bè, chòi canh khi chưa đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, tại Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm qua cho tới sáng nay, trên địa bàn thị xã Sapa xảy ra mưa lớn kéo dài, cục bộ có nơi mưa rất to, dẫn tới sạt lở đất ở nhiều địa phương. Tính đến thời điểm này đã có 6 người chết do sạt lở đất vùi lấp nhà dân. Cụ thể, có 4 căn nhà của 4 hộ gia đình bị đất đá vùi lấp, 6 người tử vong, có 9 người bị thương đã được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng khiến cho nhiều diện tích hoa màu của người dân bị vùi lấp, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. Chính quyền thị xã Sapa đã huy động gần 100 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục rà soát các nạn nhân bị mất tích. Ngoài ra, một bộ phận giúp người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở, di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm, di rời tài sản đến nơi an toàn. Ngay trước, trong và sau khi bão số 3 đi qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ ứng trực làm nhiệm vụ. 16 đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh tổ chức ứng trực cấp độ 3 với 100% quân số. Tại Quảng Ninh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 3, ngay khi bão đi qua, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã huy động hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện có mặt tại các điểm nóng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão. Từ chiều qua, tỉnh Quảng Ninh mất điện trên diện rộng. Nhận định nhiều hộ dân sẽ mất liên lạc do điện thoại hết pin, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã không quản hiểm nguy, chủ động tìm đến những nơi ngập lụt để giúp đỡ nhân dân chống bão và sơ tán người đến nơi an toàn. Khu phố Lê Hoàn, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, ngay sau khi bão đi qua đã chìm sâu trong nước. Đây là địa bàn nhiều khu nhà trọ, có đông công nhân, sinh viên và người hưu trí sinh sống. Ngay trong đêm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã huy động cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, vận động hỗ trợ và di chuyển thành công toàn bộ người dân đang sống tại đây đến nơi ổn định, an toàn. 3 giờ sáng thì nghe thông tin chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo bố trí lực lượng triển khai ra giúp đỡ người dân. Khi đến, mực nước đã lên tầm 1,5 m đến 2 m và chúng tôi đã giúp những người già, trẻ em và một số sinh viên chuyển lên đơn vị những cái nơi điểm cao và níu kéo được những tài sản của các hộ gia đình. Khu vực khu Lâm Sơn mình đây là đã bị ngập lụt rất là lớn, thì may mà có đội cơ động đã xuống cứu trợ và cái lũ rất là nhanh. Cho đến thời điểm này, các lực lượng chức năng chưa có phút nào ngơi nghỉ, tập trung tối đa nhân lực và phương tiện để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt trong tình huống nguy hiểm, khi sáng nay, hoàn lưu bão gây mưa lớn khắp nơi, nước sông dâng cao, hơn 150m đê Điền Công 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí bị vỡ. Đê sung yếu có khả năng nguy cơ vỡ và thẩm thấu nước qua đê. Cảnh sát cơ động đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ, dùng cát, này, dùng đất đá và vật có thể đắp lại cái khu sung yếu đó. Từ 7 giờ tới đến tầm khoảng 10 giờ 30 phút thì cái đoạn đê đã được đảm bảo để giữ an toàn cho toàn bộ cái khu vực bà con của cái xã Điện Công ở khu vực trong đê.
bão và mưa lớn làm gãy đổ nhiều cây xanh tại hầu hết các tuyến huyết mạch. Công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố cũng tăng cường hơn 100 cán bộ chiến sĩ, tổ chức cưa gọn thân cây, cắt tỉa cành cây, dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ công tác sửa chữa và khôi phục lại các hoạt động bị ảnh hưởng do bão với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì nhân dân. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bão số 3 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau bão, tại khu vực thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây sạt lở từ núi cao, tràn xuống khu vực khu dân cư, ruộng và suối Mường Hoa, làm 6 người chết, 9 người bị thương. Cụ thể, có 4 căn nhà của 4 hộ gia đình bị đất đá vùi lấp, mới xác định được danh tính của 4 trên 6 nạn nhân tử vong. 9 người bị thương đã được sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị vùi lấp, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. Chính quyền thị xã Sapa đã huy động gần 100 người tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục rà soát các nạn nhân bị mất tích. Ngoài ra, một bộ phận giúp người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở, di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm, di rời tài sản đến nơi an toàn. Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình xác nhận vào rạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ sạt lở đất từ trên đồi vào một người dân tại xóm Trầm, xã Tân Minh, làm ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Khi đó trong nhà có 5 người và đã bị vùi lấp. Qua xác minh, 4 người trong gia đình đã thiệt mạng và 1 người bị thương. Để tiếp cận được hiện trường, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Vụ sạt lở xảy ra trong đêm, thời điểm đang mưa bão lớn. Tuyến đường đến hiện trường bị sạt lở nhiều nơi, chia cắt, không thể di chuyển bằng ô tô, xe máy mà phải đi bộ khoảng 5-6 km. Do mưa bão nên lực lượng cứu hộ phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới tìm thấy các nạn nhân. Tính đến nay, bão số 3 đã làm 21 người chết, 1 người mất tích, 229 người bị thương, thiệt hại rất nặng nề về kinh tế, chưa thể thống kê. Bão số 3 đã suy yếu nhưng hoàn lưu sau bão liên tục gây mưa to đến rất to. Trong đêm mùng 7 tháng 9 cho đến ngày mùng 8 tháng 9 ở Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to vượt 200mm. Thậm chí ở Sơn La, Yên Bái, mưa còn đặc biệt lớn, sấp xỉ 400mm. Do mưa rất lớn cùng với các hồ thủy điện điều tiết lũ, lũ trên các sông ở Yên Bái, Ninh Bình, Bắc Giang đang lên rất nhanh gây ngập lụt. Trước diễn biến mưa lớn, lũ lụt cùng với nguy cơ về lũ quét sạt lở đất, bà con sinh sống ở các vùng trũng thấp nên di chuyển đồ đạc lên các vị trí cao. Nếu nhà ngập sâu không đảm bảo an toàn, cần nhanh chóng di rời, tuân thủ mọi chỉ đạo của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn. Quảng Ninh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 3 gây ra. Ngày hôm nay, đoàn công tác của lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các gia đình cán bộ chiến sĩ và các đơn vị bị thiệt hại nặng. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm chia sẻ động viên gia đình Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, phòng công tác đảng và công tác chính trị, bị đổ sập nhà trong bão, gia đình có mẹ già và con nhỏ. Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão tại công trình trụ sở 1 Công an tỉnh đang xây dựng. Các đơn vị có trụ sở độc lập bị thiệt hại nặng nề do bão và trại tạm giam Công an tỉnh. Qua đó, đánh giá cao tinh thần chủ động phòng chống bão của cán bộ chiến sĩ trại tạm giam đã đảm bảo an toàn tuyệt đối khu giam giữ can phạm nhân. Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, tổ công tác của Công an thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam vừa giúp đỡ một cụ ông bị lẫn đi lạc về với gia đình trong mưa bão. Rạng sáng nay, phát hiện một cụ ông có biểu hiện không minh mẫn, không xác định rõ được đường về nhà. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cụ ông về trụ sở Công an thành phố nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, đồng thời chỉ đạo Công an các phường xã rà soát xác minh. Chỉ sau 15 phút, Công an thành phố Phủ Lý đã xác minh và liên hệ được với thân nhân gia đình. Được biết, cụ ông tên là Vũ Văn Biểu, sinh năm 1944, trú ở phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.